Aqualip BHA 2% Herbal Toner, dung dịch cân bằng da, ngăn ngừa mụn hiệu quả với các thành phần chính: axit salicylic bao nang, được tổ chức FDA Hoa Kỳ công nhận là thành phần có khả năng điều trị mụn hiệu quả. Công nghệ bao nang giúp axit salicylic vận chuyển và tác động hiệu quả cao hơn, khả năng sát khuẩn và kháng viêm mạnh mà không gây kích ứng, không gây bắt nắng. Chiết xuất rau má có tác dụng làm dịu những tổn thương do mụn để lại, có khả năng giữ ẩm, chống lão hóa, kháng viêm và ngừa ung thư da. Chiết xuất rau diếp cá được chứng minh có khả năng chống các gốc tự do có hại, cải thiện sức khỏe làn da, làm sáng da nhờ sự hiện diện của phenolic trong thành phần tác động ức chế men tyrosinase, từ đó ngăn chặn hình thành sắc tố melanin, giảm sưng viêm, làm dịu làn da kích ứng, kháng khuẩn. Chiết xuất rau sam tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn, chứa nhiều chất có khả năng chống oxy hóa cao như vitamin E, flavonoid, ngăn ngừa tình trạng lão hóa da, giúp xóa mờ các nếp nhăn, làm da mềm mịn, có tác dụng làm trắng da do ức chế quá trình hình thành sắc tố melanin, phục hồi nhanh những vùng sẹo trên những làn da đang bị tổn thương. Chiết xuất lô hội dầu babaloin, thành phần chứa vitamin nhóm B, folic acid, vitamin C và carotene aloin với khả năng làm dịu, phục hồi da tổn thương, giữ ẩm, giảm viêm, bảo vệ da khỏi tác hại tia UV, thành phần chống oxy hóa cao, rất thích hợp cho những làn da lão hóa, được ứng dụng rộng rãi trong các sản phẩm After Sun nhằm mục đích hồi phục các thương tổn mà tia UV đã gây ra cho làn da. Chiết xuất hoa cúc La Mã chứa các thành phần chống oxy hóa, thúc đẩy quá trình hình thành collagen, tăng cường đề kháng cho làn da, làm dịu da nhanh chóng, nuôi dưỡng và trẻ hóa làn da, giữ ẩm và chống lại sự mất nước xuyên biểu bì, tạo điều kiện tối ưu cho sự phục hồi và tái tạo làn da, là sự lựa chọn tuyệt vời cho da nhạy cảm. Từ Dr. Celtic.